ta phải nói là quan sát cái tự tánh của mình, nhận biết cái tự tánh của mình mới là đúng hơn. Nhưng mà tại vì ở bên trong cũng có những âm thanh, những âm nhạc, những cái Phật âm đó, cho nên mình nghĩ là mình nghe, mình phải nói là nghe, chứ nếu không thì phải nói là nhận biết. Cái lòng nhẫn nại của mình do đâu mà không có? Bởi vì mình không có cái lòng thương thiệt tình, không có cái tình thương tuyệt đối của Chúa và của Phật. Cho nên quý vị thấy, người Phật giáo nói là Chúa không phải là Phật, mà là Chúa thấp hơn Phật. Cái này lấy đâu mà nói vậy? Hả? Mình đâu có phải đẳng cấp như Chúa được mà mình xét Chúa là thấp hay là không thấp. Ít ra mình cũng bằng Chúa cái ra rồi mình mới nói được chứ. Sao mình xét vậy vậy? À, thí dụ như một người bị đóng đinh, như là Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh như vậy, mà cái giờ phút cuối cùng còn cầu Thượng Đế tha lỗi cho những người làm đau khổ cho mình đó, là ai? Cái người như vậy phải biết họ là Bồ Tát hóa thân, nhưng mới có cái lòng từ bi mà vô lượng như vậy được, mới có cái tình thương thiệt tình như vậy được. Chứ người thường mình làm gì mà tha thứ cho ai được như vậy, phải không? Mà không chửi là may rồi, chứ còn cầu Thượng Đế tha cho nó nữa, làm gì có vụ đó. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thấy Đức Chúa làm như vậy cũng phải tán dương thôi. Tất cả Bồ Tát mười phương thấy Đức Chúa Giêsu toàn là chỉ dạy cho người ta làm những điều lành, rồi cứ lúc chết vì đạo, chết vì bị người ta hiểu lầm mà vẫn tha thứ cho những kẻ thù, vẫn cầu nguyện cho những kẻ thù. Đức Phật rước lên liền cái một chứ, lên làm bạn ấy chứ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thiếu hiếm những người như vậy. Nhà cửa lầu đài nhiều trống lỏng không ai ở. Thì bây giờ muốn đạt được cái lòng thương thật sự như Chúa như vậy thì phải nhận biết được ta là cái lòng thương đó. Cho nên người ta mới nói là God is love, Thượng Đế là lòng thương, là lòng từ bi. Cho nên người mình mới xứng đáng là Phật là đấng đại từ bi, Chúa là một đấng đại bác ái, Thượng Đế là tình thương bao la. Nếu mình không có cái tình thương bao la đó, mình biết rằng mình còn xa Thượng Đế, rất xa. Nếu mình không có cái lòng từ bi vô cùng mà thật sự đó, thì mình biết rằng mình còn xa Phật rất xa, rất xa. Chứ đừng nói mình là Phật tử hoặc là Thiên Chúa giáo đồ. Tu hành phải biết lượng cái công đức của mình, phải biết đo lường cái sự tiến bộ của mình, chứ không phải cứ nhắm mắt rồi thấy ai nổi tiếng lên, thấy ai làm những điều hay, điều giỏi, hoặc là có nhiều tín đồ mình ngồi đó mình viết bậy viết bạ, mình ghen, mình nói bậy nói bạ, rồi tự mình không tự xét mình đã tu tới đâu rồi, mình làm được những gì ích lợi cho ai chưa, hoặc là mình đã làm những gì ích lợi cho chính mình chưa. Những cái tham sân si của mình, những cái ích kỷ nhỏ nhen của mình, những cái ghen ghét bậy bạ của mình đã kiềm hãm được chưa? Chứ cứ ngồi với bệnh khác dễ quá mà không chịu xét cho mình, uống trong cuộc đời của mình chứ. Mai mốt rồi cũng xuống mồ hết, 20-30 năm nữa người chửi, người bị chửi cũng đi xuống đất hết. Mà bây giờ không tu kịp á thì cái người chửi, người bị chửi đã khác nhau ở cõi đời này rồi, mai mốt lìa khỏi cái mảnh đất này rồi, lìa khỏi cái da thịt này, còn khác nhau một trời một vực nữa. Người tu thì lên cõi cao, trí huệ sáng suốt, người không tu thì cứ chìm đắm ở trong cái cõi u tối này, trong cái cõi đời vật chất này mà thôi. Lúc làm người, lúc làm trâu, lúc làm bò, lúc làm thần, lúc làm quỷ, có nhiêu đó mà làm hoài, đóng hoài mấy cái tuồng dở ẹt. Bây giờ tinh tấn, tinh tấn có nghĩa là gì? Mình đã chọn một con đường tu đó, ví dụ như tu pháp môn Quán Âm, là có thử thách cách mấy đi nữa, có người nào mà quyến rũ mình hoặc là nói mình những cái điều gì sằng bậy thuộc về cái pháp môn của mình hoặc là sư phụ mình cũng không bao giờ thôi bước, mình không bao giờ bỏ. Tại vì thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết nghĩa ai thâm trầm. Cho nên sư phụ nói rằng sư phụ không có níu kéo quý vị đang làm học trò sư phụ hoặc là đi theo cái pháp môn này, quý vị chọn lựa cho đàng hoàng, pháp nào một pháp. Nếu tin pháp này thì qua, không tin thì cứ ở bên kia đi, cái trình độ mình nó còn ở đó thì ở bên đó, chứ đừng chạy tới chạy lui như vậy, rốt cuộc bên nào cũng không được bên nào. Thí dụ như một người đang học tiểu học, rồi bây giờ họ nghĩ rằng họ phải lên trung học, rồi cái họ lên trung học rồi họ vẫn muốn ở cái lớp của tiểu học hoài, tại vì cái lớp tiểu học nó đẹp, nó có cây xanh bóng mát, hoặc là có những cái bàn ping pong hay, hoặc là những cái ông thầy giáo đó ông dạy những cái chương trình nó dễ dàng hơn là những ông thầy giáo ở trung học. Những ông thầy giáo ở trung học ông nghiêm khắc hơn, ông bắt mình học những cái gì hồi xưa mình chưa biết gì hết, mệt quá. Ở tiểu học mình biết hết rồi, khỏe quá, mình cứ trở về để mình học hoài, cái mình đứng hàng nhất ở tiểu học.
Thì thôi em muốn học tiểu học thì ở dưới luôn đi, chứ mà cái chạy tới chạy lui vậy, tiểu học cũng không có xong cái bằng tiểu học, mà trung học cũng không được cái gì hết. Nên sư phụ không phải tham học trò, nhưng mà quý vị muốn chọn cái con đường nào phải chọn một con đường, chọn rồi là phải tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là bất cứ chông gai trở ngại gì cũng phải vượt qua, cũng phải đi thẳng con đường của mình. Chó sủa mặt chó, đoàn người cứ đi mới được. Như vậy nó kêu là tinh tấn, chứ không có tìm cái lý do để mà thối bước, không có tìm cái lý do để mà trở lại cái con đường hồi xưa. Ví dụ bây giờ ăn chay rồi trở lại ăn mặn, ví dụ vậy đó. Có nhiều người cứ hỏi sư phụ cho, con muốn theo sư phụ học truyền đã mắng lắm á, nhưng mà rủi mai mốt con ăn mặn rồi làm sao? Cái kiểu đó hoài. Thì sư phụ mới nói rằng, anh chưa có vợ mà anh cứ hỏi có vợ anh hoài, thì muốn cưới em lắm nhưng mà rủi mai mốt anh có bồ rồi làm sao? Thôi dẹp chứ cưới làm gì? Cứ vậy đâu hoài, cứ kèo này với sư phụ hoài, làm như tu cho sư phụ, rằng sư phụ mập, sư phụ giàu, sư phụ đẹp, sư phụ làm sao vậy? Tu là tu cho mình, phải biết chúng sanh khó độ là như vậy. Chứ cứ tham luyến những cái gì vật chất, những cái phù du, những cái nay còn mai mất, những cái không có ích lợi gì cho cái đời sống tâm linh vĩnh cửu của mình cả. Mai mốt mình mất đi rồi, nếu mình không tu hành, nếu mình không có cái đạo đức á, thì cái trình độ mình nó chìm đắm ghê lắm, rồi không ai cứu mình được hết trơn. Tinh tấn bao gồm cái sự phải giúp đỡ những người khác tu theo con đường của mình nữa, chứ không phải tinh tấn là mình tự tu không mà thôi. Chứ tại vì mình tu một mình lợi ích rồi những người khác mình bỏ họ đói, họ thấp kém, thì cũng không phải là tinh tấn nữa. Nó bao gồm rất nhiều thứ. Bây giờ tới thiền định ha. Thiền định là như thế nào? Quý vị ai cũng biết rồi ha. Quý vị ai cũng nói tôi biết thiền, thiền là như vậy đó. Nàng kia đó, lại vô chùa, vô chùa ngồi xếp bằng, rồi cái niệm gì đó, tôi là ai, tôi là ai, tôi là ai, hoặc là gì đó không? Ngon niệm đó nè, Phật tánh là gì? Cái gì đó, cái đó là thiền phải không? Rồi ông thầy ông xách cái thước bản niệm đánh cái bục như vậy đó. Thiền, thiền là bao gồm nhiều thứ khác, chứ không phải bị nhiều đó. Thiền định đó, là khi nào mình đã thấy được cái tâm của mình, mình ngồi trong cái tâm của mình đi đứng nằm ngồi đều ở trong cái tâm của mình, trong cái Phật tánh của mình, trong cái thiên quốc của mình, đó mới kêu là thiền định. Chứ không phải ngồi xếp bằng mà cho nó ngon như vậy, ngồi cho thẳng, ngồi cho đúng cách như vậy mới đúng là thiền định, không phải. Khi nào mình nhận thức được cái tâm của mình, cái đó mới kêu là thiền định mà thôi. Khi mình định được cái tâm của mình, cái lòng bác ái của mình nó phát triển, cái sự an ổn của tinh thần mình nó tăng thêm, lúc đó mới kêu là thiền. Cho nên mới kêu bằng đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Khi nào mình đạt được cái cảnh giới như vậy, kêu là đi đứng nằm ngồi đều là thiền, chứ không phải lúc nào nhắm mắt hoặc là xếp bằng gì mà là thiền đâu. Nhưng mà cái sự nhắm mắt và xếp bằng nó giúp ích cho mình, tại vì nó làm cho mình ngồi đó tịnh đi, không có chạy chỗ này chỗ kia, thì nó tập trung nó dễ hơn, trong cái lúc đó mình nhập định nó dễ dàng hơn thôi. Tại vì có nhiều đệ tử của sư phụ họ ngủ mà không phải họ ngủ mà nguyên cả đêm họ thấy ánh sáng rực rỡ hết, hoặc họ thấy những cảnh giới gì đó, đặng cho cái sự chú tâm của họ nó không có tuột xuống những cái nơi khác, hoặc là nó không có bị phân tán ra bên ngoài. Ví dụ như nhiều khi mình thấy mình ham muốn một cái sự yêu đương nam nữ đó là tại vì cái sự chú ý của mình nó chạy tuốt xuống dưới kia, còn khi nào mình không có chạy xuống đó mà ở trên này thì mình không ham muốn gì được. Mình sẽ thấy Phật, hoặc là mình sẽ cảm giác cái tâm Phật của mình, hoặc là mình cứ thơ thấy thôi chứ mình không có